Khi mà mình chấn thương ấy, mình chăm sóc nó chưa được thực sự tốt. Ví dụ như là cứ để nó đang chuẩn bị lành rồi nhưng bắt đầu mình lại tiếp tục mình chơi lại. Đấy, nó chưa khỏi hẳn ấy, chơi lại rồi bắt đầu nó rách ra vào thế nó sơ hóa, can sơ hóa vùng đấy lại. Kính chào quý vị và các bạn, tôi tên là Nguyễn Trọng Thủy, bác sĩ chuyên khoa y học thể thao với hơn 10 năm kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe cho các vận động viên đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Phòng khám của chúng tôi chuyên điều trị những chấn thương, bệnh lý về cơ xương khớp cho tất cả mọi người, không dùng thuốc. Em đau thế nào đấy? Đau cổ chân. Cổ chân đi đau từ bao giờ? Lúc tháng 6, mùng 1 tháng 6 là hôm đấy cháu đi đánh cầu lông thì bị lật cổ chân. 6 tháng rồi. Xong thì đến tháng 8 thì cháu lại đánh, cháu lại bị lật lần nữa. Lúc đau nhiều không? Đi lại được bình thường, có đánh được tiếp không? Tháng 6 thì cháu, lúc bị từ tháng 6 thì cháu nghỉ khoảng tầm hơn tuần. Xong thì cháu lại đi đánh lại bình thường được. Chứ bây giờ thế nào? Bây giờ đánh thì vẫn được nhưng mà đánh nó cứ trong tình trạng nó nhức. Nó nhức bên trong. Nó nhức ở cái chỗ đoạn này, cái cục. Nó nhức ở đây. Còn cái cổ chân thì sao? Chân thì nó hay đau ở đây. Lúc mình ấn, mình dí thì nó cũng đau. Mình di chuyển thì nó chỉ đau ở cái phần này đau nhất. Ví dụ như bây giờ có động tác nào làm nó đau không? Thế là bật nhảy á. Hay bị cầu lông thì nó di chuyển bằng hai mảng này của ấy, hay là mũi chân ấy, nhảy lên để xong thì tiếp đất thì nó hay bị rứt. Di chuyển mạnh nhanh nó hay bị rứt luôn. Còn cổ chân thì không đau đấy. Lúc di chuyển có đau cổ chân không? Không đau. Chỉ đau ở cái lòng bàn chân ở dưới này. Thế bây giờ bạn thử bật nhảy xem nó có đau không? Tầm một lúc là nó sẽ bị đau, nó đau hết ở cái chỗ chân dưới này. Thì khi nó đau như vậy thì bạn đã làm gì cho nó rồi? Cháu cứ vẫn cố đánh xong thì ngồi giải lao. Nó chỉ đau lúc tầm trận xem đầu thôi, còn đâu đánh xem sau thì nó cảm giác nó tê, nó không đau, nó chỉ cháu lại đánh bình thường. Chứ còn nó cũng không đau, cổ chân nó chỉ đau ở cái chỗ đấy làm chân này thôi. Với cả lúc ngày xưa cháu khoanh chân như này, cháu hay vẽ động như này, đấy là cả. Lúc cháu hay gặp này để kiểu ngồi thiền đấy. Nhưng bây giờ không thể ngồi được, nó cứ bị đau, nó giãn ở cái đấy chỗ này. Chỗ đấy, đau ở cái khu phía ngoài này. Bên này làm lòng tuét đi. Người đau? Không. Người đau? Không. Không đau tí nào không? Cái này không đau gì, chỉ có di chuyển thôi. Không đau lắm. Này sao? Không. Đây đâu? Không. Đây đâu đi? Lòng chỗ này. Đâu? Không. Đây sao? Không hơi nhức ạ. Đây sao? Nhức ạ. Hơi nhức ở đây đấy gì? Đấy chỗ nó đau chẳng đau. Đây khi quanh chân là nó đau đây đấy gì? Vâng. Cái chỗ này cái dây chẳng mắc gót. Người đau? Không. Người đau? Không. Đây thôi. Không, chỉ có chỗ ngoài chỗ riêng vậy. Chỗ này không sao. Vâng. Đây chỗ này đau nhất đấy. Đau. Đau. Chỗ này đau đây chứ. Vâng. Đúng rồi. Vâng. Cái này không đáng ngại lắm nhá, nhưng mà nó chỉ có đau lâu thôi. Cái này là cái cơ dạng ngón cái. Cái cổ chân phía ngoài của bạn ấy, cái mắt cá ngoài ấy. Ở phía ngoài này thì ba cái dây chẳng chính. Thứ nhất là dây chẳng xương mắc trước này, dây chẳng mắc gót này và dây chẳng xương mắc sau này. Thì riêng cái dây chẳng xương mắc trước này của bạn nó đứt hoàn toàn rồi. Nó rất là lỏng rồi. Cho mấy cái lần mà lật cổ chân ấy, cho nên là nó lỏng. Nhưng bây giờ hiện tại bây giờ nó không đau cái dây chẳng đó, mà nó đau cái dây chẳng mắc gót này. Tức là khi mình lật ra thì nó có bị tổn thương cả dây chẳng mắc gót này nữa, nhưng vì một lý do nào đó mà nó không lành được, mà do nó sơ lại cho nên nó cứ đau lâu như vậy. Thì cái này cũng không thành vấn đề nhiều lắm, bởi vì thực ra cái dây chẳng phía ngoài này thì nó còn có tất cả nhóm gân cơ phía ngoài này nó hỗ trợ cơ. Đây là cái dây chẳng bên ngoài này, nó có rất nhiều gân cơ hỗ trợ. Cái dây mắc ngắn mắc dài, rồi là cái gân duỗi chung với ngón chân này, cái thứ này nó hỗ trợ rất là nhiều. Đấy, nên mà cho nên là không thành vấn đề nhiều lắm. Chỉ có cái nào nó đau nó sơ thôi thì mình điều trị các thứ, mình tập phục hồi là nó hết. Bên cạnh đó thì hiện tại thì cái mặt bên trong của bạn ấy, đây là cái cơ dạng ngón cái này. Dạ vâng. Cái cơ dạng ngón cái này thì cái này thì cũng không nguy hiểm lắm. Dạ. Nó không nguy hiểm lắm, nó chỉ có điều nó đau lâu thôi, nó không tự khỏi được. Bởi vì cái gì nó tự khỏi thì nó đã tự khỏi rồi. Thì cái này điều trị thì nó hoàn toàn nó có thể hết. Điều trị bằng vật lý trị liệu, điện xung hồ ngoại siêu âm, vi sóng, laser, massage, sơ quay, cái thứ hoàn toàn nó có thể hết. Nhưng đương nhiên là trong đó nó có khoảng 20% ấy, nó lì lại, nó không hết. Không hoàn toàn. Nó lì lại, nó sơ lại. Thì cho đó là liên quan đến vấn đề cơ địa con người là một. Cái thứ hai nữa là đâu đó thì có thể là trước đó thì khi mà mình chấn thương ấy, mình chăm sóc nó chưa được thực sự tốt. Ví dụ như là cứ để nó đang chuẩn bị lành rồi nhưng bắt đầu mình lại tiếp tục mình chơi lại. Đấy, nó chưa khỏi hẳn ấy, chơi lại rồi bắt đầu nó rách ra, rách vào thì nó sơ hóa, can sơ hóa vùng đấy lại.
Đó, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nó có một số những trường hợp mà mình để đắp thuốc nam thuốc lá hoặc là mình tiêm corticoid vào, dẫn đến cái việc nó cũng sơ lại. Đấy, nhưng có thể là bạn không đắp thuốc nam thuốc lá hay không tiêm thuốc corticoid các thứ, thì lúc đó thì có thể là do mình nó chưa hồi phục hoàn toàn đấy, mình lại chơi lại, nó sách ra sách lại, dẫn đến cái việc nó sơ lại. Thì điều trị là nó ok thôi, và mỗi buổi trị liệu nó sẽ đỡ đi tương đối. Bữa nào dấu hiệu nó lì lại, nó không đỡ nữa, thì lúc đó thì chúng ta sẽ có thể là tiêm huyết tương dầu cầu hoặc là tiêm collagen cho nó, để nó bắt buộc nó phải liên tiếp. Không quá ngại, bởi vì là cho dù là nó bị thế thì bị đỡ, chứ nó không để lại ảnh hưởng quá nhiều về sau này. Nó không giống như là những cái sụn khớp hay là xương trong nội khớp. Kể cả cho dù mình có làm hết đau đi chăng nữa thì lúc này đến lúc khác thì nó vẫn cứ bị. Còn cái này nó hết là nó hết thôi. Phải kiêng nghỉ đánh cầu. Mình cứ cho bình thường, nhưng mà mình luôn là lắng nghe cơ thể của mình này. Cái động tác nào mà nó đau thì mình hạn chế. Còn đâu là nó không đau thì mình cứ chơi bình thường thôi. Nhá.